nhận định Bình Định vs Hà Nội, đại chiến ở Quy Nhơn. Bình Định làm tất cả để đánh bại được đối thủ mạnh Hà Nội trên sân nhà Quy Nhơn lúc 18 giờ ngày 17 tháng 4. Việc Topelen Bình Định chỉ giành một điểm sau hai trận vừa qua là thành tích không làm hài lòng các cổ động viên. Thực tế cho thấy phong độ của đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đi xuống sau khi V-League lăn bóng trở lại. Với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng hiện tại, Bình Định phải thắng Hà Nội để có cơ hội vào top 3. Nhiệm vụ này không hề đơn giản với đội bóng đất võ bởi ngoài vấn đề phong độ, họ đụng đối thủ rất mạnh. Một tin vui với huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng là Đặng Văn Lâm có thể trở lại sau khi bình phục chấn thương. Nhưng muốn thắng Hà Nội, Bình Định cần có những phương án tấn công thực sự sắc. Tuy nhiên, khiến huấn luyện viên Đức Thắng đang đau đầu với hàng công bởi ở hai trận gần nhất, đội chủ sân Quy Nhơn chỉ có một bàn thắng trong trận hòa 1-1 trước Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đang gặp nhiều khó khăn nhưng Bình Định vẫn là một đội bóng được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch. Chắc chắn đội chủ nhà sẽ làm tất cả để ngăn bước tiến của Hà Nội. Về phần mình, đội bóng thủ đô có hai chiến thắng liên tiếp sau khi V-League trở lại từ vòng 5. Sức mạnh hàng công của Hà Nội là không phải bàn cãi khi ghi tới 6 bàn ở hai trận gần nhất. Đáng chú ý, Văn Quyết hiện có 6 bàn thắng, 2 kiến tạo, là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất ở V-League. Việc kèm chặt được số 10 của Hà Nội không đơn giản và các hậu vệ của Bình Định sẽ có một trận đấu vất vả. Ở hai cặp đấu còn lại, cuộc đối đầu giữa Hải Phòng vs Viettel cũng rất đáng chờ đợi. Hải Phòng có chuỗi 4 trận chưa thắng, còn Viettel chỉ có 1 điểm ở hai vòng đấu vừa qua. Cả hai đều quyết tâm giành chiến thắng để không bị tụt sâu xuống dưới bảng xếp hạng. Trên sân Thanh Hóa, với lợi thế sân nhà cùng phong độ cao, đội bóng xứ Thanh được dự đoán giành chọn 3 điểm trước Thành phố Hồ Chí Minh của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành.